Hello, xin chào anh em chị em. Trong video ngày hôm nay, Huy sẽ chia sẻ cho anh em chị em cách làm màu xanh rêu trên nền tóc đen tự nhiên. Huy sử dụng cái mã màu 12 xe 22 của A8 cộng với cái oxy 9. Cái này chúng ta pha tỷ lệ 1:1 nha anh em chị em nhé. Ở đây là một cái mà bát thuốc mình đã pha sẵn. Và chúng ta trải lên tóc thì cái cách chúng ta trải lên tóc là chúng ta chia bố cục ra làm 4 phần. Sau đấy là chúng ta dậm cách chân một phần anh em chị em nhé. Tại vì đây là cái mã màu mà mình đi, mã màu 12, thì ra nếu chúng ta vào chân ngay là chúng ta sẽ bị sáng chân. Tóc đen tự nhiên chưa nhuộm qua hóa chất bao giờ thì chúng ta trải cách chân lên một phần. Và lưu ý là cái phần đuôi của bạn ấy là hôm trước bạn ấy mới uốn, thế nên là Huy sẽ chừa lại cái đoạn đuôi đó để mình dập sau. Tại vì nếu như mình mà vào luôn là nó dễ bị sẩm ngọn đấy. Thì cái bài này các anh chị nên lưu ý một chút xíu là chúng ta trải tán, khuếch tán đều hết đầu. Chúng ta có thể dậm và chúng ta cách chân ra khoảng tầm nửa phân hoặc là một phân, tránh tình trạng là bị sáng, bị giật chân. Và chúng ta cứ như vậy, chúng ta bắt khuếch tán hết đầu và chúng ta trải đậm thuốc, chừa lại cái phần ngọn một chút xíu. Cái phần ngọn này một lát nữa chúng ta sẽ xịt nước vào sau. Lưu ý là trải thuốc chúng ta nên trải đậm, tại vì đây là cái tóc mà chưa nhuộm. Bởi vậy là chúng ta trải đậm thuốc để cho tóc nó lo thuốc, như vậy thì ánh sắc nó sẽ được sâu hơn. Với cái hãng thuốc màu A8 này thì cái màu nó rất là, mã màu rất là mạnh. Đa phần toàn là hệ màu trực tiếp, chúng ta nhuộm chúng ta không cần phải pha trộn quá nhiều. Nhưng mà cái mà Huy thích nhất đó là cái độ bóng và cái độ bền màu. Tuy là mã màu nhuộm trực tiếp nhưng mà rất là bền màu, không giống như các hãng khác nó nhanh bay màu nha anh em chị em nhé. Cái này thì mã màu A8 đa phần là mạnh về những cái tông màu rêu hoặc là những tông màu xanh đen. Với những cái mã màu khói này chúng ta có thể nhuộm trực tiếp được luôn. Hoặc là những cái mã công sở chúng ta nhuộm cũng rất là ok. Có những cái mã màu ăn bạc trực tiếp chúng ta cũng không cần phải pha trộn. Anh em chị em có thể thấy Huy trải thuốc nên là cái tóc nó rất là bóng. Chúng ta cứ trải vùng quanh hết đầu như vậy, nhưng lưu ý là chừa lại cái phần ngọn nhé, tại vì cái ngọn là mới nhuộm. Cái ngọn là mới uốn thì chúng ta chừa lại, tránh tình trạng là bị sậm. Cứ như vậy chúng ta bắt từng lớp và chúng ta khuếch tán hết đầu. Ở cái phần chân thì một lát nữa Huy sẽ sử dụng một cái mã màu khác. Cái phần chân nếu như mà mình để tránh cái tình trạng là vàng chân thì chúng ta sẽ sử dụng cái mã màu 10, cái mã màu 6 sẽ 222, tức là level 6. Phần thân tóc là chúng ta sử dụng level 12, còn phần chân tóc là chúng ta sử dụng level 6. Như vậy thì nó sẽ lên được cái màu rêu đẹp và nó không bị cái tình trạng là sáng chân. Vì rất là thích cái hãng thuốc A8 này, đồng đều về tất cả các line hàng. Uốn của A8 sóng rất là đẹp và nó rất là mềm, rất là dễ căn mềm hóa luôn. Đặc biệt là phục hồi collagen A8. Phục hồi thì rất là mềm mượt và không có chứa thành phần silicone. Trong clip này một lát nữa Huy sẽ sử dụng phục hồi để chúng ta kết hợp trong quá trình nhân màu. Nếu như mình vào cùng luôn là nó dễ bị sậm. Cái này chúng ta cứ trải khuếch tán hết một lần, sau đấy chúng ta sẽ trải rộng. Lưu ý là khi cái quá trình mà nhuộm màu cho những cái tóc đen thì chúng ta nên trải đậm thuốc. Màu sắc thì nó trải đậm thuốc như vậy thì ánh sắc nó sẽ sâu hơn. Bởi vậy là anh sẽ không. Và để thời gian cho những cái mái tóc như thế này chúng ta sẽ để tầm khoảng tầm 50 phút. 50 hoặc 55 phút nữa. Cái nước cái collagen. Cái pha loãng collagen ra cho nó trải vào cái phần đuôi. Bảo các chị tí nữa chia sẻ ra. Cái tóc của bạn này là một cái chất tóc cũng khá là khó ăn thuốc. Rồi cái phần đuôi vẫn bát thuốc đấy nha anh em chị em nhé. Mình vào sau nhưng mình sẽ xịt nước ấm một chút xíu. Mình xịt nước ấm vào cái phần đuôi uốn. Rồi bắt đầu là mình trải luôn cái bát thuốc còn lại, mình trải thẳng cái đuôi luôn. Tức là mình vào sau cái phần thân có chút xíu thôi. Mình vào sau cái phần thân có chút xíu thôi, mới cả mình xịt nước ấm lên để tránh cái tình trạng là nó bị cái tình trạng là sậm ngọn. Rồi chúng ta cái bát thuốc đấy chúng ta trải một loạt.
mình chảy một loạt từ trong ra ngoài, từ cái phần lúc nãy mình chảy chưa vào chân nha anh em chị em nha. Có nghĩa là mình vẫn cứ chảy từ cái phần lúc nãy ấy, mình chảy mình kéo thẳng ra đuôi luôn. Cái phần chân là mình vẫn chưa có vào. Đấy, chúng ta chảy dọc từ mỏng. Cái phần lúc nãy chúng ta chảy thẳng ra ngoài đuôi và chúng ta chảy đậm thuốc. Green blue là nó dễ bị sẩn nhất. Đó, chúng ta massage. Cứ như vậy chúng ta khuếch tán hết đầu. À, những anh em chị em xem clip nếu mà thấy hay thì anh em chị em có thể follow kênh để theo dõi những clip sau của Huy. Đặc biệt là những anh em chị em có thể quan tâm thì anh em chị em có thể là follow Facebook của Huy về trang Facebook Kevin Huy A8. Kevin Huy A8 anh em chị em nhé. Ở trên trang Facebook thì Huy đăng nhiều clip hàng ngày hơn. Anh em chị em có thể về đó và giao lưu trực tiếp. Trên kênh YouTube của Huy có rất là nhiều bài. Hôm trước là Huy đã chia sẻ cho anh em chị em về cái cách làm màu xanh đen đấy. Anh em xem nào mà chưa xem thì có thể xem lại cái bài hôm trước giúp Huy nha. Cái màu khói của A8 cũng rất là ok. Màu khói của A8 thì Huy thích cái mã màu 9-7766. 9-7766 nếu như tóc mà có nền level 10.5 thì chúng ta dậm trực tiếp là ăn luôn. À, ra được cái màu khói sáp trắng. Đây anh em chị em lưu ý cái phần chân này. Cái phần chân này là nãy Huy có pha rồi nhưng mà Huy lại không quay cảnh. Anh em chị em có thể sử dụng, đây cái phần chân này Huy đang sử dụng cái màu 6-22 nha. 6-22-22 của A8 cộng với cả oxy 9 để chúng ta dậm vào chân. Tức là nó chênh lệch tông nhau. Cái phần thân và cái phần đuôi là mình đi 12-22. Còn cái phần chân tóc này thì chúng ta sử dụng level 6. Level 6 để tránh tình trạng là bị sáng chân. Một lát nữa chúng ta sẽ cùng cảm nhận cái màu này rất là sâu. Và đặc biệt là Huy thấy cái màu rêu của A8 này khách hàng chơi rất là bền. Rất là bền luôn anh em chị em nhé. Thứ nhất là chúng ta nhuộm trực tiếp. Như các hãng khác mà nhuộm trực tiếp ấy, khách về nhà gội đầu khoảng mấy nước thôi, 2-3 nước thôi là nó đã trôi màu rồi. Nhưng riêng hệ màu của A8 khách chơi thoải mái và rất là bền màu luôn. Và chúng ta trải dậm hết được cái phần chân đấy. Màu level 6 6-2-2-2-2. Và chúng ta để thời gian khoảng tầm là cái quá trình lúc nãy chúng ta trải thuốc như vậy cũng mất một khoảng thời gian rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ để thêm khoảng tầm 35-40 phút nữa thôi là ok. 35-40 phút thì chúng ta đạt màu rồi, chúng ta sẽ vuốt màu ra và chúng ta tiến hành nén màu lại. Khi mà chúng ta nhuộm trực tiếp thì chúng ta nên nén màu, thì trong clip ngày hôm nay Huy sẽ chia sẻ cho các chị cách nén màu luôn. Đây, chúng ta sẽ để thời gian khoảng tầm 35 phút nữa là chúng ta bắt đầu nén màu. Anh em chị em thấy không ạ? Mình trải thuốc vòng hết đầu thôi, chúng ta đã nhìn thấy được cái ánh sắc rồi. Nó lên ánh sắc rất là tươi, rất là trong đúng không? Đủ thời gian rồi, chúng ta vuốt màu ra nha. 35 phút rồi chúng ta vuốt màu ra. Nếu như mà nén màu thì chúng ta vuốt màu ra, sau chúng ta nén màu chứ đừng có đi xả. Anh em chị em đừng có đi xả nha. Đi xả này nước lạnh nó vào nó sẽ làm khép biểu bì sợi tóc, như vậy thì sẽ mình nén lúc đấy không hiệu quả nữa. Cái này chúng ta vuốt màu ra rồi chúng ta pha collagen A8 cộng collagen A8 này. Cái này là collagen A8 thì cộng với nước và chúng ta cộng một chút xíu, khoảng tầm là 10% cái màu 12-22 của A8 luôn. 12-22 của A8 hoặc là cái màu 0-22 mã kép của A8, chúng ta chảy thẳng từ chân ra ngọn. Và với cái bước nén màu này nó sẽ giúp cho tóc, thứ nhất là hình dạng giống như sợi tóc, và cái thứ hai nữa là tạo thêm sắc tố cho sợi tóc, như vậy nó sẽ sâu màu và bền màu hơn và ánh sắc nó tươi hơn. Mà cái mà mình thích nhất đó là lớp collagen cộng với nước, nó bù nước cho sợi tóc luôn. Đây là cái quá trình mình đang bù nước, bù dưỡng và bù ánh sắc cho sợi tóc. Như vậy thì nó sẽ làm cho sợi tóc là mềm mượt sau quá trình nhuộm, và đặc biệt là bền màu hơn bởi vì là sắp xếp được cấu trúc biểu bì sợi tóc. Bình thường những cái tóc mà đen nguyên, mình nghĩ là nên với những cái tông màu xanh rêu hoặc những cái tông màu khói chúng ta nên làm như vậy. Nhất là những cái tông màu khói hoặc những cái tông màu thời trang ở cấp độ level cao thì chúng ta nên làm cái bước này. Tại vì là khi mà chúng ta sử dụng cái phục hồi A8 nó không có chứa thành phần silicone ấy, nó sẽ thẩm thấu vào trong tóc, nó giúp đưa hạt màu vào sâu trong tóc hơn. Thậm chí mình ra ngoài mình uốn giã nhiệt độ 200 hoặc 220 nó cũng không bay màu luôn. Đa phần là Huy để ý là nhuộm những cái tông màu thời trang, màu rêu hay là màu khói ấy, lúc mà uốn giã là nó bay màu vàng vàng. Tuy nhiên nếu như chúng ta làm theo phương pháp này thì chúng ta sẽ không bị bay màu nha anh em chị em nhé. Và nó rất là bền.
Cái này thì anh em chị em nên kết kết bước nén màu này, nó sẽ giúp cho anh em chị em follow về trang Facebook để cập nhật thêm về cái thông tin và cái cách làm của cái phương pháp này, là Huy luôn làm và Huy cập nhật rất là nhiều trên fanpage ấy. Đây, chúng ta sau khi chúng ta nén màu xong, chúng ta đã thấy, anh chị thấy không ạ? Cái màu sắc nó rất là tươi và rất là đẹp đó. Chưa bao giờ làm cái màu nào mà cái hãng thuốc nào mà màu xanh rêu lại đẹp như màu của A8. Màu xanh rêu, màu xanh đen, chúng ta cứ để cái quá trình sau khi chúng ta nén màu xong, chúng ta đây là cái kết, đây là cái thành quả sau khi chúng ta trải nén màu ấy. Quá trình này chúng ta sẽ để trên tóc, lưu trên tóc tầm 15 phút. Như vậy thì da sẽ tóc rất là đảm bảo và cái màu nó rất là bền. Sâu rất là nhiều. Bình thường trong quá trình nén màu okay. Như thế này, anh chị nào mà thích cho cái màu xanh hơn nữa thì chúng ta có thể rồi chúng ta đi xả tóc vào. Đây là kết quả, tóc còn đang ướt anh em chị em nha. Đợi Huy sấy khô chúng ta cùng xem cái màu. Cho tầm hai cái đèn nữa cho anh đi. Đây em tắm bóng này được thôi, bóng đứng trong này à, mình tạo kiểu nhẹ một chút xíu cái mái, một lát nữa chụp hình. Tóc của bạn này cái mái cắt ngắn rất là tóc con. Anh em chị em xem clip mà thấy hay nhớ follow kênh nhé. Trên kênh của Huy có rất là nhiều bài, có cả những cái bài cắt, những bài cắt layer và những cái bài uốn tình hành. Anh em chị em có thể xem và tham khảo. Nhưng trên kênh của Huy có rất là nhiều. Ở trên fanpage Facebook của Huy thì còn nhiều hơn. Hàng ngày Huy hay đăng trên Facebook nhiều hơn. Tóc cái mái của bạn này nhiều tóc con quá. Xịt một chút gôm để cho nó giữ cái mái để một lát nữa mình chụp hình. Rồi chúng ta cùng chuẩn bị xem kết quả nha anh em chị em nhé. Màu này thì anh em chị em nhuộm cho khách thì chưa thoải mái. Hệ màu của A8 thì chúng ta nhuộm chúng ta không cần phải pha trộn quá nhiều. Màu gần như là chúng ta không cần phải pha trộn luôn. Gần như là tất cả các tông màu đều hệ màu pha sẵn. Nhất là những cái tông màu xanh rêu này là không phải hãng nào chúng ta cũng làm ra được à. Và màu xanh rêu các hãng khác chúng ta phải pha trộn rất là phức tạp. Đây kết quả anh em chị em có thể cùng xem. Rất là đẹp và rất là sâu màu đúng không ạ? Ở đây là cái không gian nhà Huy là bị bám sắc hồng. Nó bị bám sắc hồng, thời gian nó nuốt sắc. Tuy nhiên chúng ta vẫn cảm nhận được cái ánh sắc đó anh em chị em thấy rất là đẹp. Đây, cái góc này là ánh sắc chuẩn này. Ánh sắc chuẩn khi chúng ta có được cái ánh đèn nó dọi vào, nhìn ánh sáng nó chuẩn hơn. Rất là đẹp đúng không anh em chị em? Anh em chị em xem mà thấy hay, anh em chị em chia sẻ clip cho Huy nha. Và nhớ bấm follow kênh. Đặc biệt là các anh chị có thể tìm về trang Facebook Kevin Huy A8 để anh em chị em cập nhật nhiều mẫu tóc và cập nhật nhiều kỹ thuật mới hơn. Đó, chúng ta có thể cùng xem cái kết quả rất là bóng, rất là đẹp. Đây là cái kết quả mà nhuộm trên nền tóc đen tự nhiên đấy.
Rồi anh em chị em cùng xem và bấm follow kênh, chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại nhau ở clip khác anh em chị em nhé. Bye bye.